Số đo 3 vòng của vợ bạn là bao nhiêu? Ôi, đề này khó hơn hả hẳn này. Bởi vì chị Loan to hơn, chị Loan to hơn. To hơn 90. Chọc ngoáy nhau. Rất dễ gây rạn nứt tình cảm gia đình. Tớ được biết là trò chơi này mang tên là trò chơi đốt nhà. Trò chơi đốt nhà, đúng rồi. Để xem hôm nay mình có đốt được nhà kia không nào. 1, 2, 3. Ok. Để chơi trước đây. Không nằm dự đoán thì thắng là sẽ đặt câu hỏi. Thói quen mà chồng hay làm khi vừa bước về nhà. Câu này cũng khó nha. Khi vừa bước về nhà thì Duy sẽ làm cái gì? 2. Cái này nó mồm quá. Từ từ đã. Từ đã, cho em viết lại, cho em viết lại. À, hiện tại. Hiện tại gợi ý đấy. Mình không biết mình làm gì. 2, 2, 1, rồi, mở. Đúng đấy. Đúng. Ngắn bể rùa. Câu nói mà vợ hay nói với chồng nhất là gì? Trời ơi, câu này dễ vợ ạ. Chồng Duy ơi, chồng Duy. Sao lại hiểu nhau thế? Chồng bạn sợ con gì nhất? Em lên thay em phải bốc phét đi, em phải kiểu như là anh Kiên sợ con gì nhất chứ. 3, 1, mở. Em trả lời nhanh như thế chắc là... Không sợ con gì, con cua bị lột vỏ. Sai một câu. Con cua bị lột vỏ. Nhìn ghê lắm à. Lần đầu tiên em biết à. Em ơi, chính tỏ hai vợ chồng nhà này không hiểu nhau. Nên là cái đấy không quá quan trọng. Không có sự đồng nhất trong tâm hồn, không có điệu, sự đồng điệu ở trong từng nhịp đập. Vợ bạn ghét điều gì nhất trên đời? Ôi, ghét điều gì nhất trên đời nhá? Nhiều thứ lắm. 7, 6, 5, 4. À đây, đây, đây. 3, 3, 2, 1, mở. Không có nước mắm hết tiền. Hết tiền mới là thứ em sợ nhất. À, không có nước mắm là sự sợ nhất. Và nếu mà có đi du lịch ở New York City thì mình cũng sẽ mang theo một chai nước mắm, chắc chắn luôn. Nỗi ám ảnh lớn nhất của chồng hoặc là vợ bạn là gì? Nỗi ám ảnh của tôi chính là cô ấy. Nỗi ám ảnh của tôi chính là cô ấy. 5, 4, thôi, không đúng cũng được. 2, 1, câu này thì rất 1. Là mang tính chất hết giờ. Xa nhau, sợ không có gia đình. Thế là đúng rồi. Là như nào? Ý là sợ. Ý của bọn tôi đều sợ xa nhau. Anh nghĩ câu này anh sẽ cho một điểm. Ok. Như thế này là hiểu nhau quá rồi. Ôi dồi ôi. Câu này hợp với nhà anh chị Kiên Loan lắm. Chồng của bạn sợ con vật gì nhất? Ui dồi ơi. Chắc chắn đúng luôn. Rồi. À. Nhanh thế. Có câu nào khó không? Mang ở đây nào. Anh chị ơi, cái đề này như kiểu là sinh ra để... Thì cái đề này cũng sinh ra cho nhà em. Như thế là một câu rồi đúng không? Tủ lạnh của nhà vợ chồng bạn bao nhiêu lít? Không nhớ đâu. Nói tủ to hay tủ bé? Không, đừng nói chuyện với nhau. Ôi, câu này... Không nhớ đâu, dùng thôi. Sao mà nhớ được? Đúng, cái câu này. Em nghĩ là em sẽ sai chồng ạ. Vì em biết là câu này chỉ chồng mình mới biết. Không hiểu sao tủ lạnh là 18 lít. Và trong khi tủ lạnh nhà mình tủ to là 605 lít và tủ nhỏ là hơn 300 lít. 18 lít. Chỉ chồng mình mới biết mà. Vì chị đã bảo là câu này chị sẽ chắc chắn trả lời 18 lít rồi, câu này không okay. Tính. Việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy vợ bạn sẽ làm gì? Chết rồi. Lâu nay không quan tâm vợ buổi sáng làm gì. Mở mắt. Một cái thói quen đi. Việc đầu tiên khi phải ngủ dậy là gì? Cái câu này hơi lâu quá chứ. Thì chồng sai rồi. 3, 1, bắt đầu. Bật đèn, đánh răng rửa mặt. Rút chân màn chứ. Đến. Thật ra là mình đúng là đấy, một người có quá đấy, nhiều thói quen trong một buổi sáng. Gấp chân màn là đúng đấy. Đến bản thân cô ấy còn không biết cô ấy làm gì. Phải sinh ra một người chồng như tôi. Mình không cần phải châm dầu, họ cũng tự cháy rồi em ạ. Nó không nói lên điều gì đúng không em yêu? Ừ, xa răng hê. Nó chắc chắn có một điều là chị phải cõng em. Số đo 3 vòng của vợ bạn là bao nhiêu? Ôi, đề này khó hơn hẳn luôn ý.
bọn em sẽ cho một cái như này này, cho số đo vòng 3 của chị Heo thôi, không cần. Thực ra là đến mình còn chả đo nữa là. Ôi anh Kiên ơi, nhưng mà cho em nói một cái. Nếu mà thế thì sai mất. Bởi vì chị Loan to hơn, chị Loan to hơn. To hơn 90. Không, không, không. Chính xác, 90. Bà vừa ghi số 10 tôi nhìn thấy rồi nhá. Đâu có thua không? Nhưng mà chị không muốn nói con số này ở đây. Không phải 90. Không, 90. Thôi tóm lại là con này sai đi. Ok. Vợ của bạn ghét ăn món gì nhất? Ai trời ơi, cái này chúng ta luôn luôn nói với nhau rồi. Rau cần. Các bạn là thua với tỷ số là suýt sát. Nhưng mà chúng mình thua trong một rất là vinh quang vì câu hỏi của chúng mình quá khó. Bình thường trong các cái cuộc thi khác khi mà nói về đoán ý hiểu ý nhau ấy thì nhà mình luôn luôn là về nhất. Vì lúc nào cũng gần như là đoán đúng gần hết luôn các câu. Nhưng mà thực sự là những cái câu hỏi ngày hôm nay thì nó sẽ mang cái tính khó hơn rất là nhiều. Qua trò chơi này thì cho dù là kết quả như nào thì bọn mình vẫn thấy rằng là bọn mình cần phải quan tâm nhau hơn, hiểu nhau nhưng mà cũng phải cần quan tâm nhau hơn nhiều. Đối với chuyến du lịch Trăng Mật lần này, cái điều mình mong muốn nhất đó là làm thế nào đấy để hai vợ chồng hiểu rõ về nhau hơn. Từ đấy thì những cái lời động viên của mình khiến nó tác động được lên vợ mình để vợ mình cảm thấy là tự tin hơn, thoải mái hơn và luôn luôn có dũng khí để đối mặt với tất cả những điều mà cô ấy luôn đang cảm thấy cuộc sống nó khó khăn quá. Hiện tại thì mình cũng rất là thoải mái và không có quá nhiều khó khăn. Nhưng mà thời gian trước lúc mà mình vừa mới sinh con xong thì mình lấy chồng từ khi mình mới có 20 tuổi thôi. Nó rất là đang còn bé cho nên là gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái việc mà chăm con, rồi là có những cái mà mình phải tự làm một mình ấy, thì những lúc đấy mình thấy rất là tủi thân và kiểu cũng rất là nhiều lần khóc trong cái thời gian mà đang mới sinh đậu xong và chăm đậu ấy. Vợ mình cũng là người khá biết là chịu đựng ấy, bởi vì là mình là một cái người tính khá là khủng, mình có thể là quá tháo, quá đáng, và đến khi mình nghĩ lại mình thấy là mình đang quá hay sao ấy. Và sợ là vợ mình sẽ không tha thứ cho mình, nhưng mà vợ mình vẫn bỏ qua cho mình. Nếu mà là không phải một người có tính như thế ấy, thì đôi lúc mình nghĩ rằng với một cái người tính khủng như mình ấy, thì gia đình cũng rạn nứt. Và bây giờ là màn đổi chéo giữa hai cặp vợ chồng với nhau. Một team thì sẽ là trải nghiệm trèo thuyền kayak ra ngoài bờ sông kia. Và một team sẽ là ở nhà nấu bánh pancake. Nấu bánh pancake? Làm bánh pancake. Làm bánh pancake. Và đây bọn tớ đã tự chia team sẵn với nhau rồi. Thì đây là team thích phơi nắng và trải nghiệm cảm giác mạnh. Còn team này là team làm bếp. Ok. Đi may mắn về câu với con cá nhá. Bye bye. Ok. Ôi, đây là một trải nghiệm thú vị. Trèo một bên thôi. Vợ phải đảo từ trên xuống chứ. Rồi đó. Chính xác. Duy cắm thẳng cái mái treo xuống thì nó mới ga được nước chứ. Đó. Ở nhà cậu phân chia quyền lực như nào đấy? Ai là người nắm quyền lực trong gia đình? Thực ra thì cảm giác là ở nhà thì về tiếng nói đúng không? Ừ, quyền lực. Thì tùy trong từng sự việc, nhưng mà nói chung những việc lớn thì tôi có quyền lực hơn tí. Tôi không biết ở ngoài mọi người nhìn như nào, nhưng mà thực tế thì là tôi vẫn nhường phần vợ tôi hơn. Đôi khi cảm thấy là bị vợ bắt nạt nhiều hơn không? Nhưng mà vấn đề là đôi khi là ghen, nhưng mà nó cái kiểu ghen nó không thể hiện ra rõ, và mình cũng không đang, thành ra mình lại không hiểu là đang có chuyện gì. Tôi tự vấn bản thân mình là mình cũng không làm cái gì để mà vợ ghen được như thế. Suy nghĩ phụ nữ quá phức tạp, tức là không có gì cũng tưởng tượng ra đã. Tưởng tượng xong bắt đầu là chơi hay cái kiểu dí đó. Thi thoảng bảo là em biết là anh like ảnh bạn này bạn kia ở trên Insta nhá. Thì mình bảo ôi giời ơi, lúc nào, xong mình biết là không phải, mình cãi mà. Tôi phải thực sự là thấy Kiên kiểu đi chơi riêng với ai đấy, hay là phải có hành động thân mật gì đấy thì với tôi như thế thì mới đáng ghen. Tôi không bao giờ đi đâu, tôi chỉ ở nhà. Mà thời gian của tôi, nếu mà thời gian rảnh rỗi, tôi 100% tôi dành cho gia đình hết. Cái đấy tôi đảm bảo luôn. Anh hỏi cái đấy, anh hỏi chân thành luôn nhá. Từ ngày mà em cưới Duy ấy, thì em thấy rằng là cái quyết định mà em cưới Duy ấy, nó có đúng hay không? Thì em chưa bao giờ hối hận, kiểu chưa bao giờ hối hận về quyết định cưới anh Duy. Nhưng mà
nếu mà hỏi mà em có hạnh phúc không thì chắc là em hạnh phúc được khoảng 80%, còn 20% còn lại là em cũng hay buồn, cũng rất là vô tâm. Nhiều khi cũng có nhiều thứ anh cũng muốn nói với chị Loan ấy, nhưng mà anh đôi khi anh lại không chia sẻ được không? Anh có cho dầu mà không cần. Bánh này là không cho dầu. Xong cho em thử làm với nhá. Ôi thơm thế, trông ngon nhỉ. Đôi khi anh cũng muốn nói với cả chị Loan là anh cũng nhiều lúc anh cần có những cái khoảng không gian riêng ấy cho bạn bè này, xong rồi cho cá nhân anh luôn. Cậu anh đi du lịch một mình nhá. Nhưng mà thực chất thì anh biết rằng là chị không vui đúng không? Chị không vui. Em nghĩ nếu em là một người vợ thì em cũng sẽ cảm thấy buồn khi mà chồng mình bảo là muốn đi du lịch một mình. Đấy. Ui, cháy rồi. Sao lại đen xì xì như thế? Bếp to quá. À quên nhầm, lửa to quá. Eo ơi. Hai anh em mày nói chuyện quá thì bánh nó đã bị ấy rồi. Đây này. Đây, như này có phải ngon không? Thôi được rồi, để cái sau. Đang nghe lỏm nhà bên kia nói cái gì nghe khá là rõ. Gì mà anh kiên cái gì? Xuề xòa cái gì? Anh xuề xòa mà. Em có xuề xòa không? Em cũng xuề xòa. Em là thuộc dạng quá là xuề xòa luôn ấy. Trong ba cô thì thấy rằng cô Thương là cô đơn giản nhất. Không, nhưng thấy là phụ nữ là nên phải như chị Loan ấy. Phải lúc nào cũng phải đẹp nè. Và kiểu chăm sóc, làm đẹp ấy. Và những người như thế sẽ thích hơn là những cái người mà xuề xòa. Bây giờ anh muốn chị Loan là thoải mái hơn và đi chơi với bạn bè, giao du nhiều hơn đúng không? Đúng rồi. Đôi khi chị kiểu lúc nào cũng kiểu chỉ đi cùng anh, hơi quẩn chồng. Kiên cứ bảo là tôi kiểu lâu la chậm. Ông bà lâu thì tôi lại đồng ý này, vì trông bà khá là cầu kỳ rồi mà. Tôi hiểu cái lý do lâu của bà, tại vì là trông nó chấp nhận được. Mình là con gái mình phải biết yêu bản thân mình chứ. Nên là nếu mà kiểu chồng biết hay hiểu mọi người sống cùng hiểu được cái đấy cho mình thì là mình cảm thấy rất là kiểu nhẹ nhàng. Nhưng mà bà Thương nhà tôi ấy là như này, bà ấy chậm. Có một cái tôi rất là chê, đó là sao biết không? Đó là ra ngoài đường không bao giờ là đồ. Mặc quần áo nhàu ra đường mà chịu được, thế xòa lắm luôn. Mình nói thẳng cũng chán chê rồi ấy. Xong rồi là nói thẳng chán thì mình lại chuyển sang nói bóng nói gió.